cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Dự kiến từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 tới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan có hai bị cáo bị xét xử liên quan khoản tiền 5,2 triệu đô la Mỹ, đó là bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tội đưa hối lộ bên cạnh hai tội khác là vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Đỗ Thị Nhan, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước bị xét xử về tội nhận hối lộ. Theo hồ sơ vụ án, trong 2 năm 2017-2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập đoàn thanh tra hoạt động của Ngân hàng SCB do bà Đỗ Thị Nhan làm trưởng đoàn, nhằm che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, để SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Và tiếp tục, được tái cơ cấu, bà Trương Mỹ Lan trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với bà Đỗ Thị Nhàn và chỉ đạo Võ Tân Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB tiếp xúc đặt vấn đề trực tiếp đưa tiền cho Đỗ Thị Nhàn. 5,2 triệu đô la Mỹ và đưa tiền qua bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, bà Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Hành vi của bà Đỗ Thị Nhàn đã phạm tội nhận hối lộ, quy định tài khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong quá trình điều tra, Bà Lan thừa nhận có gặp gỡ bà Nhàn nhưng phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền hối lộ. Cựu tổng giám đốc SCB Võ Tân Hoàng Văn khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cho bà Nhàn theo chỉ đạo của bà Lan với tổng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ. Sau mỗi lần đưa tiền cho bà Nhàn, Văn đều thông báo cho bà Lan. Còn bà Nhàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã nộp lại 4,8 triệu đô la Mỹ cùng 10 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 10 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trong vụ án. Dù không thừa nhận, nhưng hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ theo khoảng 4 điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015 với vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong vụ án này, ông Văn không bị xử lý về tội đưa hối lộ do đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà Nhàn trước khi khởi tố vụ án, hợp tác tích cực với nhà chức trách làm rõ vụ án Tuy nhiên, ông Văn bị xét xử về tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở hành vi sai phạm khác.